Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Tiểu sử Quỳnh Trang, thiên thần Bolero. Quỳnh Trang sinh năm 1997, là ca sĩ trẻ trưởng thành từ dòng nhạc Bolero. Cô là giọng ca triệu view trên YouTube và được mọi người ưu ái gọi là thiên thần Bolero. Không chỉ thu hút công chúng yêu nhạc Bolero bằng giọng hát trong trẻo, mộc mạc, Quỳnh Trang còn ghi điểm khi mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cô đều diện áo dài nền nã. Sau lần tham gia một chương trình solo cùng Bolero, với kết quả không cao nhưng cô lại được chính thần tượng của mình là ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Từ đó, Quỳnh Trang được Phi Nhung dẫn dắt trong sự nghiệp. Mới đây, cô gây bất ngờ khi rẽ hướng sang diễn xuất trong web drama Idol Tỷ Phú. Hiện tại Quỳnh Trang đã bước sang tuổi 24, nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc Bolero. Được biết, Quỳnh Trang đã tách ra hoạt động solo. Cô luôn có những sản phẩm mới gửi tặng khán giả qua chất giọng ngọt ngào của mình. Ca sĩ Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku. Cô là một ca sĩ và có khả năng diễn xuất. Cô thành khi song ca với nhiều ca sĩ khác nhau. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong đến những nhạc phẩm cô hát sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc để rồi từ đó cô thấm nhuần được nét bình dị dân dã của quê hương để sau này. Cô chuyên hát những nhạc phẩm nói lên những sắc thái đặc biệt của đất nước, hoặc những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Ngay từ tuổi ấu thơ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu trong hoàn cảnh chật vật và túng thiếu. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai do một người mờ bảo lãnh và cư ngụ tại Tampa. Cô gặp Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ. Nhận thấy những tài năng của Phi Nhung, Phương Trinh đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Nhiều người bắt đầu yêu mến Phi Nhung sau khi nghe cô thể hiện nhạc phẩm song ca Sông Quê Một cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu. Và sau đó cô đã có một CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Phi Nhung đã tâm sự rằng, để có được tên tuổi lớn như ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi nhiều mồ hôi, nước mắt để theo đuổi với nghề cũng như phải tự bán CD, miệt mài học thanh nhạc và không ngại kiên trì xin vào nhiều trung tâm âm nhạc dù không ít lần bị từ chối. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Cũng vì thế nên Phi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng dĩa. Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Từ đó đến nay, cô luôn lao động cực nhọc để không phụ lòng sự yêu mến của người hâm mộ với hàng loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Phi Nhung thu âm và cho ra mắt đến nay hàng trăm album và hàng ngàn ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng có một điểm chung duy nhất là những ca khúc mà Phi Nhung thể hiện đều gắn liền với hình ảnh con người đất nước Việt Nam, vừa truyền thống nhưng cũng pha lẫn chút tươi mới hiện đại. Phi Nhung luôn làm mới mình, luôn tiếp nhận mọi góp ý về chuyên môn để cống hiến, cũng như thử sức mình ở lĩnh vực mới để không phụ lòng mong mỏi của khán giả ái mộ. Những ca khúc cô thể hiện với những chủ đề ngợi ca quê hương đất nước, cảm thông sâu sắc cho phận người phụ nữ hay trong tình yêu muôn màu muôn vị, cũng như tiếng hát giản dị của Phi Nhung phục vụ phần lớn tầng lớp lao động nghèo. Phi Nhung là nữ ca sĩ nhạc vàng rất được mến mộ và là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hát của Queen hiện nay. Phi Nhung là một giọng ca trữ tình được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu thích. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được sự hút tên tuổi khi thường xuyên góp mặt trong các chương trình lớn. Tuy nhiên bên cạnh sự nghiệp vẻ vang, nữ ca sĩ sinh năm 1972 lại là người khá kín tiếng đời tư. Nhiều năm chỉ nhận con nuôi và hạn chế nhắc đến chuyện yêu đương trên truyền thông. Đến tháng 4 năm 2017, lần đầu tiên Phi Nhung thừa nhận có một cô con gái ruột. Con gái của Phi Nhung tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ. Tiết lộ lý do giấu kín con trong suốt nhiều năm, Phi Nhung chia sẻ rằng cả cô và con gái đều muốn một cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác nên không công khai mối quan hệ.
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.